Ôi lộn. Mơ mơ màng màng. Đó tự nhiên ta không có vô bằng, không gán viết vô bằng phía trước. Rồi làm đi. Em không dám nói gì nặng chị đâu. Chưa có viết cái đề làm rồi thôi. Rồi làm luôn đi mà. Lợi kêu đâu còn viết đề. Ờ rồi mai mốt tôi kêu rồi đừng có làm này cũng ráng làm. Tôi kêu bạn đừng có yêu, bạn cũng ráng yêu rồi. Sao lại lôi ba cái đó vô nói chuyện được hay thiệt chứ. Mình nói tới yêu thì chút xài, mình nói đúng không? Nhân bao nhiêu chia bấy nhiêu nha. Nhớ chốt lại đóng cái mặt nữa kìa. Cái nào làm được gặt luôn để cho là hiểu luôn là được rồi. Cộng trừ nhân cộng. Rồi gặt đi là hiểu rồi. Đóng mặt đó. Rồi chia dưới. Nào mà gặt được thì gặt đi rồi có giết nữa. Rồi cộng, rồi gặt, rồi đóng mặt. Rồi xong. Cái nào làm lẹ được thì lẹ. Rồi lượng liên hiệp ở trên đi. A đâu, A Bình. Này. Đúng rồi, A Bình, đúng rồi. Viết lại cái đó trước đi. Viết làm chậm á, hiểu không? Căng. Viết Bình trừ X cộng 1. Tất cả bình chữ B đâu, B đâu, đúng rồi, đúng rồi đó, lấy cái tay chỉ vô, đúng rồi, bình, đúng rồi, dưới viết lại gạt nguyên đường dài cho khỏe đó. Cái nào làm được gạt rồi bung căng trên, lấy cái bút gạt vô, bình vô mất căng, gạt gạt cái bình, gạt cái căng, gạt cái rồi cái này vẫn còn nha. Rồi viết lại tiết bình trừ ít cộng một trừ, mở mặt đi, đẩy dấu trừ cẩn thận vào. A bình công thức đi. A bình trừ hai lần AB, từ hai lần AB cộng B bình, đóng mặt chặt nguyên đường bằng rút gọn lẹ luôn đi, rút gọn lẹ luôn, lấy cái bút gạt vô luôn, đúng rồi, tiếp trừ hết, đây là trừ 10 nữa, đây trừ hết nè, đây cộng 10 nha, thấy trừ trừ không? Đó là cộng 9 hết, đây 1 nè, đây trừ 25 ra bao nhiêu? 20, trừ 24, đúng rồi, dưới viết lại đi, viết lại đi. Viết lại hả? Viết lại chứ không phải gạch. Để mình thấy cái bước tiếp theo. Cộng 5. Cộng 5 hay trừ 5? Viết lại nhìn vô coi, đón coi. Trừ. Viết từ nãy không nhớ, đóng mặt vô để cho biết là B. Đóng cái mặt chỗ này nữa nè. Rồi tới đây làm sao nữa? Hết dạng vô đựng chưa? Còn thế vô cùng, ở đây cũng ra vô cùng, thế vô cùng ở dưới cũng ra vô cùng mà. Ở dưới mẫu nhìn trên đi, trên bậc máy bậc mộ dưới bậc mộ làm gì tiếp nữa hả? Chia bằng chứ đâu có đơn giản như bạn nghĩ đâu, nó đơn giản còn gì nữa. Làm lẹ luôn đi, chia là chia hết luôn nha, này ra gì chia hết luôn, còn chín nha, trừ đã cài lên 9 trừ 24 phần còn ít, hiểu không? Này thôi chết bà, thôi lỡ rồi, đóng mặt lại, xin lỗi. Còn đây dưới dấu cộng à? Dấu cộng dấu cộng thì dễ nè. Cái này có phải mang ra chị đó có ít không? Mang chị đó có ít mà ngày số gì? Số dương. Số dương thì ra số dương nghe số dương dạ chính nó trên có ít, dưới có ít, rút rồi, hiểu không? Rồi căng làm lẻ nha, vô phòng thi nhớ làm chậm. Mang ít bình ra rồi còn lại gì? Một trừ chia cho ít bình đi, chia cho ít bình ít một phần một còn ít, chia cho ít bình còn một còn ít, chia cho ít bình bình tạm mang ít ra đi, ít mang ít ra thì chia cho ít còn lại mấy? Một trừ còn ít bình chia cho ít thôi, có hiểu không?
Ủa sao ông chia cho ít bình? Vậy bằng đi, rồi bằng đi. Ở chút lại chỉ lại cái bước đó sao. Rồi ra nhiêu. Rồi bắt đầu thế vô nè, lấy cái bút đỏ, chấm bút đỏ vô. Khi ít tiếng về vô cùng này ra mấy? Khoan tròn vô, không. Thì ra mấy? Không. 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 Rồi bằng. Chín. Bằng đi. Bằng chín. Phần. Căn. Mấy? Cộng. Một. Rồi tự bấm máy tính. Được chưa? Còn lý do